Đây là đánh giá được Quỹ Giáo dục Môi trường, một tổ chức độc lập bao gồm 77 quốc gia trên toàn thế giới đưa ra. Các chủ doanh nghiệp hy vọng điều này sẽ giúp thu hút lượng du khách cần thiết trở lại bờ biển của Italia. Nó giống như một huy chương. Công việc này là cuộc sống của tôi và giải thưởng này cho chúng tôi một cơ hội quan trọng để khởi động lại. Một số các địa danh ở miền Trung, Nam Italia cũng được trao cờ xanh. Đây là điều quan trọng đối với việc bảo tồn sinh thái và du lịch của Italia vì cờ xanh đi kèm với một loạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Có 32 tiêu chí cần được tôn trọng. Trước hết là chất lượng nước, chất lượng dịch vụ và các sáng kiến môi trường như đường dành cho xe đạp và người đi bộ. Và để giữ được cờ xanh cần có sự nỗ lực của cả cộng đồng, người dân và các doanh nghiệp. Mọi người hy vọng việc phân loại cờ xanh sẽ giúp thúc đẩy chiến dịch thu hút khách du lịch của chính phủ Italia. Trong khi đó, với tỷ lệ nhiễm COVID-19 giảm, chính phủ nước này đã tuyên bố mở cửa đón du khách quốc tế với thẻ xanh, đảm bảo người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.